Rồi con xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có một chiếc xe này nha, các bác con đưa lên cho các bác tham khảo nữa. Bác nào ưng được cái nào xin alo cái đó nha. Cái xe này thì con có một cặp bánh hôm qua nó con quên đem bác bánh này, hôm nay con đem lên bán luôn. Nó giết rồi bị giống như là man man hay sao, gỡ cái xe ra rồi bán bỏ cặp bánh nè. Rồi. Cặp bánh này là cặp bánh RSX nha các bác, RSX. Đó, Shimano RSX da băng. Nó cặp bánh này nó có cái niềng màu đen, nó có cái hiệu gì con cũng không có biết, này nó nhiều hiệu quá trời nè, nó nhiều hiệu lắm nên không nhớ, không biết hết nổi. Nó niềng này chỉ biết là nó còn đẹp thôi, nó không có bị chạy xước nhiều ha. Cốt rồi cốt ti nè, ti ghim hết trơn. Con này con xe đua chuyên nghiệp chứ các bác. Nó cái bánh này là của con này, của con xe đua chuyên nghiệp, còn cái bánh ở dưới là cái bánh của xe hôm qua. Nó cái đầm này, cái đầm trước nè, gợi ít Shimano. Nó cái niềng thì màu đen, cầm thì cầm inox đồ đó. Đó, đây cái xào của nó nè. Cũng là bánh, cũng là đầm gợi ít nha các bác. Đúng đồ đời, đúng bọn nha. Nó cái con này thì nó xài clip 7. Clip 7 thì xài ngon lành. Clip 7 này là clip 7 nãy con quên chùi nó cái gì nữa. Cái này thường cái xe cua chuyên nghiệp này chắc nó không xài đồ thường nữa, nó xài chắc đồ da băng đó. Clip 7 đó, cặp bánh này thì vỏ cuộc còn, nhưng mà con thì con không có bao là xài ok ngon lành nha. Là cái này con thấy nó cũng có hơi ấy thôi, nếu mình tận dụng được thì tận dụng thôi, chứ con thấy nó cũng hư rồi. Nè cặp bánh này đó, thì con chưa thấy cái hiệu này luôn. Rồi cặp bánh này cầm inox đầu thao. Nó cái niềng này niềng sống kiểu giống như kiểu nó hơi mô lên tí xíu nè. Đó. Chưa vệ sinh, chưa trừ rửa, còn dính bụi nhựt nha. Rồi con giao lưu cái cặp bánh này là 1.500.000 bao ship nha. 1.500.000 bao ship cho toàn cái bộ này. Đó, clip 7 với cầm với đùm với niềng. Rồi 1.500.000 bao ship cho cặp bánh này. Nó bắt nào ưng alo con. Nó còn vô cặp bánh này, cặp bánh thứ hai, cặp bánh ngày hôm qua. Cặp bánh này là cặp bánh Sanshin nha các bác, nó xài đùm Sanshin da băng. Nói chung là đùm này là đùm da băng hết nha. Gửi đi chăm nó cũng gửi ít nó cũng là da băng luôn. Mà cái niềng đó thì cái niềng đó con không biết cái niềng gì nữa. Còn cái niềng này á là cái niềng Aya nha, Aya da băng 700C. Nó vỏ ruột thì cũng còn ngon lành nè. Cái đen đen này là không phải nó ấy đâu, nó không phải đen nha, bác này nó dơ nè, dơ nè, con chùi nó ra nè. Đó, nó dính ba cái bụi không đó, mình nói gì đó. Rồi cái bánh Sanshin đùm này cũng còn đẹp nè, dơ hèm, cầm inox đầu thao. Nó cặp này cặp màu trắng, da băng. Đây cái xào của nó đây. Đó, cái này thì xài clip 6 đây nha, 2, 4, 6. Cái clip này cái xăng tua cổ nha các bác, xăng tua cổ xài ngon lành. Cái miếng trắng của nó cũng là miếng da băng nha, sexy. Đó, cái này là dòng này, dòng cổ nên nó xài gì cũng bằng da băng đó. Cái này cặp đùm này cũng sang xin luôn nha, sang xin dơ chưa vệ sinh chưa gì hết, cầm cũng inox đầu thao. Cái bánh này đỡ dơ hơn cái bánh kia chút xíu nè, nó sáng nhìn nó sáng sáng hơn chút. Nó ai da da băng luôn nha các bác. Thì cái dòng xe này nó vậy đó, mua về là nó dơ dữ lắm, dơ. Nó các bác đi mua mấy chiếc xe đẹp đẹp gì cũng vậy đó, cũng ta cũng dơ gì nè, người ta dọn lại thôi, người ta dọn cho đẹp đây, người ta chơi thôi, chứ người ta bán mấy bác tiền chục triệu, tiền 7-8 triệu, chứ còn con còn dạng để nguyên còn bán luôn, còn có dọn gì đó, không có sao cũng bán vậy. Nó người thật thiệt thật, nó nhầm khi về mấy bác dọn ra nó đẹp chứ mấy bác khen, xấu quá thì xui quá bị chữ xấu quá bán chúng nhầm món đồ xui quá dọn nghe xấu thì chợ bị chữ. Trời ơi con ơi, nó xấu quá thì cũng mình cũng tiếp thu chứ biết sao giờ, mình cũng không có phải là muốn vậy. Con cái đồ nó nhầm khi có hên xui, nó có đẹp có xấu, mà bữa nào nó đẹp thì nó đẹp quá trời, nó xấu thì xấu thê thảm. Mà bữa nào mà con trúng vô cái thê thảm là con cũng thê thảm thôi, nói luôn nó vậy đó. Rồi con giao luôn cặp bánh này với giá là cũng 1.500.000 bao ship luôn nha. Nó 1.500.000 bao ship, dùng có cầm đùm niềng, còn vỏ là con không có tính, tại vì giờ này tận dụng được mình tận dụng thôi, còn con nè là không có tính được, tại vì nó không có chắc cú nên con không dám bao, không dám tính.
Còn ruột là con nói các bác là ruột là cứ yên tâm, ruột là xài ngon lành thôi chứ sợ vỏ thôi. Ruột là không có ruột nào hư chứ, con nói đó giờ không biết nhiêu ruột, không có khi nào hư ruột. Đó, rồi cặp bánh này cũng là 1.500.000 bao ship luôn nha, hai cặp. Đùm thì là cũng đùm Nhật hết, clip cũng clip Nhật hết, chỉ có cái này nó màu đen thôi, con không biết có hãng nào thôi. Đó, màu đen này thường thường chắc của Đài Loan thì nó sản xuất thôi, chứ cũng không phải là hàng tệ đâu. Đó, cũng nhầm khi cũng của Ý không chừng, mà còn cũng không biết. Nó nhiều thứ lắm, nhiều hãng quá mình không nhớ nổi hết. Rồi, gọi bao nhiêu chi tiết nhỏ nhỏ cho các bác em ha. Đây nó có hai cục trắng dây nè, hai cục trắng dây đẹp luôn nha, nhôm. Rồi con giao lưu hai cục này là 230 bao ship nha. Hai cục trắng dây 230 bao ship, bán nợ ngà lô còn. Này là trắng dây xài tay lắc nha các bác. Tay lắc mình chặn cho nó đẹp, dây nó thẳng hơn, đẹp hơn thôi. Còn mình không chặn cũng được bình thường, không có gì chứ. Rồi 230 bao ship cho hai cục này. Đó, bán nợ ngà lô còn. Cái yên của nó nè. Cái yên này là cái yên made in Taiwan nha các bác. Hàng đóng nè. Made in Taiwan, mà hàng nào mà nó đóng Taiwan gì trong đó là không phải là hàng dỏm, nó sản xuất cũng cao cấp. Đây Taiwan ha. Đó, Đài Loan nó có hai loại luôn nha các bác, Đài Loan thường và Đài Loan cao cấp nữa nha. Nó này là đóng made in Taiwan, như là Đài Loan cao cấp nó cũng không thua gì Nhật nhiều chứ. Nè, nó cứng đẹp, da gách. Về mình lập da là mình chơi thôi. Rồi này 150k bao ship, 150k bao ship cho kiên Đài Loan này ha, gách. Đây có một cặp bidan của nó luôn nè. Dạ cặp bidan này hiệu này hình như của Nhật hay sao trời. Rồi kể đi, Nhật hay Đài Loan gì không quan tâm. Rồi chủ yếu là bán là được đây. Rồi này là nó chắc nói Đài Loan đi cho nó dễ đi. Khi Đài Loan mà trúng Nhật thì mình hên, còn nói Đài Loan mà trúng, nói Nhật mà trúng Đài Loan nó không bị chữ nữa. Rồi cái yên này có cái bidan này là mắc hai cái da quang nè, nó nắp thì còn nguyên nè, nó còn cái này còn hai da quang nè, nó cặp này mắc hai da quang, con giao lưu là 200k bao ship nha. Cặp bidan nhôm này găng vậy nha, găng còn nhọn nè, vậy nè. Rồi 200k bao ship cái cặp bidan này, bắt đầu ưng alo con. Mình về mình có hai da quang mình bắt vô thôi chứ có gì đâu, có ăn gì đâu. Đó. Rồi con có cho các bác luôn, con gắn vô cho hai bác hai cái da quang rồi xong gắn vô vẫn bán 200 chứ không bán lên. Nó lỡ nói 200 là bán 200 chứ không nói nữa, không nói gì nhiều. Đây con có cái đề này ha, cái đề này cái đề gợi tiết nha các bác, cái đợi tiết gợi tiết da bằng cái đề 7 nha. Xài ha, bánh xe đồ gì hết trơn nè, nó xài ngon lành. Mắc in da băng, đồ da băng nó dơ vậy thôi chứ cái về bác vệ sinh vậy nó mới ton nè, nó ngộ vậy đó. Nhưng mấy này là nó ghi kỹ, về mình lấy cái giấy nhám mịn ấy, mình đánh nó bay ra cái là nó sáng rồi. Con cũng thấy nó thường con làm kiểu này gì cũng thấy nó đẹp lên. Rồi cái đề này con giao lưu là cái giá là 450k bao ship nha, 450k bao ship cho cái đề này. Bắt đầu nghe lô con, nó gỡ chứ nó chữ nghĩa còn nè. Nó chỗ này bằng sắt nha, sắt si nha các bác, nó hơi có ghe hang hang là mình vệ sinh lại nha. Còn mấy này bằng nhôm thì đẹp, không có ảnh hưởng gì hết. Rồi bác nợ nghe lô con ha. Đây có bộ tay thẳng của nó luôn nè, gợi tít luôn ha, Shimano gợi tít 4 cục gom gin. Xài ngon lành, nó dơ mà vẫn còn nhảy tốt nè. Nó dơ thôi các bác, dơ, nó dơ chứ, dơ nè. Nó này con đánh sơ sơ cho các bác coi. Đó, mấy này nè. Nó thấy không, các bác thấy không. Đó, nó con lấy tay đánh như hơi nè, mấy nó đóng như là mỡ bò, nó khô vậy đó. Rồi bụi sinh, bụi gì con cũng không biết nữa nè, mấy chữ nghĩa đâu, còn ngon lành nè, đẹp ha. Rồi con giao lưu cái bộ này luôn, cái giá là 430k bao ship luôn nha. Đó, 430k bao ship luôn. Bộ này 700 xe chuẩn nha các bác. Rồi tiếp, có nguyên cúp luôn á, con có nguyên cúp luôn á, lại con bán nè, con bán vậy đó. Con thích kiểu vậy không, con bán vậy cho nó thoải mái. Bác nào thích vô bộ thì mình về mình thiếu mình vô, thì còn con có nguyên cúp con để thì con bán nguyên cúp con quát mua.
cái mấy bác khác mua không có. Đó, còn con thích bán gì, nhưng bán nguyên cúp nó mắc lắm. Bán gì cho nó dễ dễ chơi, rẻ rẻ chút xíu. Đó, thấy không, gỡ ít luôn nè. Nhưng mà nô thấy không, con nô nó giống các bác đâu làm gì đâu. Thấy không, con nguyên lớp nè, đùm liếp, thấy không, cầm nữa, giò dĩa, thấy không, tay lắc luôn. Đó, đầy đủ, nguyên bộ. Mà con bán gì đó. Trời, cái giò dĩa này nó có nhỏ nha các bác, giò dĩa nhỏ nè. Nó con coi như dĩa này, dĩa nhôm, dĩa sắt, trời, trong. Cho nên coi thấy. Rồi cái bộ giò GX này ha, nó có cái bộ giò này nó ngộ nè. Nó cái giò, cái dĩa ngoài là dĩa nhôm nha. Nó 46 găng. Ở trong này cái dĩa sắt 36 găng. Nó mà cái này nó cũng dính bụi dính xịn các bác nghe, giò 170 nè, Shimano ha. Mừng Shimano da băng 170 GX. Nó giờ dĩa đâu ghi hết trơn nha các bác nè, dĩa ghi hết trơn nè. Không có dĩa lô gì đâu, tại vì nó kiểu nó vậy đó. Ừ. Mấy này không có lô đâu, tại con mua bển về con đâu ai đụng chạm tới đâu mà có đồ lô luôn đó. Trời, giò này cũng 170 luôn nè, Shimano da băng ha. Cái lô là cái lô từ bên Nhật về luôn. Rồi. Cái bộ giò này nó nhìn nó hơi không, nó hơi không được đẹp hung nha các bác. Rồi con dâu luôn, cái bộ giò này là giá là 750k bao ship nha. Đó, 750k bao ship cho cái bộ giò này. Đó, bác nợ nha lô con. Đây có bộ tay lắc của nó nè. Đó, cái bộ này nó ta sa kê nha các bác. Bộ này là đẹp nha, nè cái di động nè, cái bông tăng này đẹp cực kỳ không, nó sáng giới luôn, đẹp, chưa có một vết xước vết chạy gì luôn. Cái này nè, sa kê nè, thấy không, chỗ này cũng chưa chạy chưa gì chân nè, nó đẹp luôn nè. Còn trong dây này thì con hỏi nói rồi, trong dây này thì nó lúc nào nó cũng đẹp chứ, nó không có ảnh hưởng gì trong này, nó dính keo dính bọng, mình chỉ cần vệ sinh như là đẹp thôi. Tay bộ tay lắc nè, nó bộ tay lắc GS, GX nha các bác, nó tay lắc GX chứ không phải là GX 100 nha, này GX, bọn kia là GS 100 nó khác nữa. Ừ. Cao su đồ đẹp luôn. Nó cao su này, hai đầu cao su đẹp luôn nè. Không có chạy trụa, không có ấy luôn nè. Nó. Và cái chuông này thì nó gãy cái mát tiền nha các bác. Cái chuông này thì nó kêu cũng to lắm, nó gãy này. Nó mình tận dụng được, mình tận dụng thôi. Nó mình cái mũ thì nó dễ, mình về mình bấm chì vô mình hàng lại đó, chơi cái chuông lớn nè. Đó. Rồi cái bộ đầu này con giao luôn với giá là 2.200k nha, 2.200k cái bộ GS này, một GS này ha, hàng da băng nha các bác, hàng da băng cổ nha, xài tay 7.72, nó có tay thỏ nè, nó ngon lành, chứ không phải là xài cái tay đây đâu, cái này nè, tay ấy nè, cái này xịn nè, nó tay này mới xịn nè, còn mình xài cái tay thỏ nhỏ nhỏ này nữa là nó cũng xịn không. Ừ, cái này là đồ cổ nha các bác, 7.2. Nó chuẩn, này là xe đua chuyên nghiệp luôn. Rồi nó bán nợ được bộ đầu nè, alo con ha. Đây con giới thiệu các bác cái sườn luôn. Cái sườn này là cái sườn chuyên nghiệp nha các bác, cái sườn đua chuyên nghiệp nha. Khi mình bắt bánh cho mình đút phật đúng ngón tay vô nha, đúng ngón tay đứng gì là nó bằng luôn nè, nó đụng luôn. Nó cái sườn này là sản xuất sườn này không phải sườn Nhật nha, sườn này sản xuất tại Đài Loan nha. Nó không có giắc co nha các bác, con chỉ cho các bác rõ cho nhầm, khi bác không coi các bác không kỹ cái bác tưởng đâu là ấy nó có giắc co không, này không có giắc co nè, nó hàng ha. Sườn này là sườn sản xuất tại Nhật, chỗ tại Đài Loan, xuất Nhật ha, cốt yên đồ là ngon lành, không có bị kẹt không gì hết nha. Ừ, lúc rất ngon lành, nó ghim từ con ốc luôn. Có cái sườn này sườn chuyên nghiệp đó, các bác thấy không, đồ tăng đường của nó nè, đó nó tăng đường của nó đây. Ừ. Cái sườn này chuyên nghiệp là nó không có cái cây cầu dưới này đâu, nó không có chỗ bắt chè luôn, con chỉ các bác ha, nó không có chỗ bắt chè ha, không có cầu dưới ha, nó chỉ có cầu trên thôi để bắt thắng. Rồi đây cái kiếm của nó nè, thường thường mới thấy cái mấy cây chuyên nghiệp nó không, nó không có cái chỗ bắt ấp dè đây đâu. Ừ, chỗ này ghim thôi, xe luôn ha. Cái sườn này là hiệu Lanka gì nè, Lanka, hàng này là sản xuất tại Đài Loan nha, đây đóng mắt in Taiwan luôn, đây các bác xem, đóng mắt in Taiwan ha, đó mắt in Taiwan, hàng Taiwan xuất trực nha các bác, nó xe này xe đua chuyên nghiệp, tuy rằng nó không có giắc to thật chất, nhưng cái sườn này nó cũng là cái sườn đua chuyên nghiệp, sườn thúc, bắt lên xe vẫn đẹp. Nó mới đi nói, nó thấy nó đi cái gúp đó là lúc đầu dặn đâu có bèo đâu, là con cái là tại vì cái sườn nó sản xuất tại Đài Loan thôi,
Nè, cái bộ này cũng là cái bộ da băng nha, bộ giò này nè, bộ da băng đó chứ không phải là bộ cùi bắp đâu. Bộ giò giữa này da băng ghi theo xe nè, cốt yên ghi theo xe nè ha. Chén cổ này cũng ghi theo xe ha, chén cổ này cũng ghi theo xe ha. Rồi. Cái sườn này là sườn đua chuyên nghiệp. Màu sơn thì con thấy cũng còn đỡ đỡ nè, bắt về chỉ vệ sinh nó đánh bát bánh đồ lại xài ngon lành thôi, không phải sơn lại cũng được luôn. Rồi con giao đu cái sườn chuyên nghiệp này với cái giá là 2.150.000 nha. 2.150.000 với cái sườn đua chuyên nghiệp này. Nó sườn nó chuyên nghiệp thì nó sẽ cao hơn cái bán chuyên nghiệp chút xíu nha các bác. Tại vì chuyên nghiệp của Đài Loan nó cũng vẫn có giá trị nha. Tại vì không phải là nói ở đầu đồ Đài Loan là không có giá trị. Nó đồ chuyên nghiệp của Đài Loan nó vẫn có giá trị. Ngang với cái hơn, có thể hơn luôn cái sườn không chuyên nghiệp của Nhật nha các bác. Nó nhầm khi mình chơi xe mình phải hiểu vấn đề. Sườn chuyên nghiệp nó khác và sườn bán chuyên nghiệp nó khác. Sườn chuyên nghiệp khi mình bắt bánh vô đun sọt đúng ngón tay vô. Đó, đụng ngón tay vậy ha. Còn bán chuyên nghiệp nó có thể hai ngón xa hơn chút xíu để người ta tính còn bạch chè, bắt bông lùm lùm la chứ. Rồi nếu mà bác nào được cái sườn này thì alo con luôn ha. Hôm nay con có mớ đồ đó đó, bác nào thấy được cái nào thì alo con cái đó. Rồi con xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.